Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tuấn Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2020. Thì trong video này mình sẽ làm một cái video để báo là việc bảo trì bảo dưỡng sản phẩm của khách gửi đã xong. Thì đây là trường hợp ca khó, còn mấy ca dễ dễ thì mình sẽ lướt qua, không có quay. Và trong quá trình mình sửa thì mình sẽ bảo dưỡng từ A đến Z cái nội thất bên trong luôn, để cho máy hoạt động nó kéo dài tuổi thọ. Thì chương trình này thì chỉ có bên shop tôi thực hiện thôi. Còn một số nơi thì họ bán hàng xếp Tây Mỹ thì sẽ không bảo hành nha. Thì như vậy giá sẽ rẻ hơn. Đây, đầu tiên là cái cây này. Cây này thì mua gần một năm rồi. Mua từ hồi này bây giờ mình bảo trì gỡ ra, mua hơn một năm. Còn khoảng 10 ngày nữa là một năm. Thì mặc dù vậy ảnh gửi mình vẫn hỗ trợ tối đa. Tình trạng là nó không chạy luôn, nhưng mà rất là may mắn là nó không bị hư bo, mà nó bị gãy công tắc bên trong. Thì anh thợ sau khi đã làm và chế lại á, thì cái cò này bây giờ xài là ngon lành luôn. Nhưng mà anh chị lưu ý, đối với những cái dòng máy như thế này thì khi mình gặt cò qua là gặt hết cỡ, đừng có để giữa giữa, nằm giữa giữa thì nó sẽ bị gãy cái chốt. Cái bên trong của nó rất là mỏng, mà làm nếu mà để chế lại rất là cực công và khó. Nhiều khi không khéo tay thì sẽ không chế được. Rồi bây giờ hoàn chỉnh ha, mình sẽ test máy. Đây, chạy nè. Đó, một chiều ha. Máy này hay nó sẽ đảo chiều. Việc đảo chiều này để mình thuận tiện việc cắt gỗ, cắt sắt hoặc là cắt gạch. Nó này nó gần hết pin rồi, cho nên là nó yếu. Cục pin nó gần hết rồi nên nó yếu. Rồi đây là trường hợp thứ nhất, là nó không bị hư bo, nhưng mà nó bị gãy công tắc trong này, mình phải chế lại. Thì máy này đã gần năm rồi, này sẽ tính phí nhẹ nhàng dẫn thôi. Quan trọng là mình nhận làm, có trách nhiệm nhận làm trong khoảng thời gian mình bảo hành. Rồi tiếp theo sẽ là cái máy bắt vít 2853. Cây này cũng là cây mới mua luôn, mà cái lượng xài rất là ghê. Mua hồi tháng 3 năm 2020, 24 tháng 3 năm 2020. Nay chưa tới tháng 6 mà thật sự anh đang xài rất là nhiều. Thì mình rất là thích bán cho những cái anh mà mua về mình sử dụng như vậy. Nó sẽ tạo ra cái đồng tiền để mình có thể tái đầu tư lại. Nhưng mà mới xài mấy tháng mà nó có trục trặc thì mình cũng phải có trách nhiệm làm. Một số kênh thì coi như trục trặc là xong. Nên mình không phải ca ngợi mình, nhưng mà mình muốn nói thêm về cái tại sao mà mình bán những cái máy xếp tay Mỹ thì luôn luôn nó cao hơn thị trường một chút. Đây đó là cái phần giống như là tiền bảo hiểm thôi, nhưng mà quan trọng là mình có trách nhiệm. Rồi đây là cái cây 2853 đã sửa xong. Thì nó cũng bị cái tình trạng là cò và bên trong cái cốt trong nó cực kỳ dơ luôn. Và nếu như mà không phát hiện sớm á, nó chạy nặng máy và nó sẽ khả năng nó sẽ bị hư cái bo mạch. Và hư bo mạch trong tình trạng mà chạy quá tải hoặc là do không bảo dưỡng á, thì cái đó là thuộc về phạm vi khách hàng, mình sẽ hỗ trợ sửa thôi, hoặc là thay bo tính tiền. Giờ là nghiêm chỉnh, nghe tiếng máy của nó cũng khác so với hãng, êm hơn rất là nhiều, mạnh nữa. Đối với cây cò thì anh chị lưu ý nha, mấy cái tình hình chung là hãng Milwaukee với lại Dewalt hoặc là gì đó, cái cò giữa chỉ là cái cò chốt chặn cái này lại, và cái công tắc chặn này nằm ở giữa thì chỉ chốt cò lại để chi mình có thể thay mũi khoan hoặc mình thay pin, nó không gây ảnh hưởng đến cái việc thao tác của mình, là không gây nguy hiểm, chứ nó không phải để chặn cò mình bảo vệ như cái mặt pin nha. Rồi thứ hai là khi xài mấy cái cò đảo chiều này, anh chị phải gặt hết qua một lần luôn, gọi là gặt dứt khoát, không có để nó nằm ương ương ở giữa. Nhiều khi mình làm việc nhiều quá mình bị mệt á, thì mình gặt nó không hết thì nó dễ sẽ tình trạng gãy. Cò này thì anh thợ mình cũng đã chế lại rồi và xài nó còn ngon hơn là hàng hãng này, và vệ sinh từ A đến Z bên trong nó chạy rất là êm mà mạnh. Đây là kiểm tra lần cuối trước khi giao.
Rồi, cuối cùng là cái máy khoan The One DCD996. Đây là của anh Biên Hà Nam, vừa rồi mình có làm cái video nhận máy rồi. Và mình cũng xác định cái tình trạng là khả năng nó bị chết bo do nó bị bó motor. Bó motor, bó nhông thì hoạt động nó không được, cái motor nó gì nó sẽ nóng và cái bo mạch đằng sau đuôi nó sẽ bị hư. Và thực tế ra thì đúng chính xác luôn. Đây là cái bo cũ của máy nè. Gỡ ra mình chùi chùi sơ rồi đó mà nó vẫn còn bó bên trong. Ăn vô rất là sâu bên trong luôn. Rất là dơ. Còn mà khi mà anh thợ anh gỡ cái vỏ máy bên trong này ra, bên trong nó đóng cục 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 thành bợn rất là nhiều. Này là khoan tường ẩm mà không có vệ sinh. Và cái anh chị thấy nguyên cái bo này nè, nó là liền khối cho nên nó hư là chỉ có nguyên một khối này thay thôi, không có thay theo từng lớp được. Và hầu như tất cả những cái dòng máy mới bây giờ mọi thứ đều là liền hết, và chip của nó là chip dán không phải là chip chân để mình hàng mình gỡ ra, cho nên nặng nhất là hư bo thì sẽ coi như là thay, không có thể nào mà gỡ và sửa được. Ở ngoài ra nó còn đổ keo nữa, đổ keo nó không có cho mình coi cái linh kiện ở dưới này là cái gì, là để gỡ cái keo này ra là chỉ có banh thôi. Đó chính là cái bảo vệ quyền phát minh sáng chế công nghệ á. Còn cái bo này rất là mắc anh chị. Và cái máy này thì chắc mình phải tính phí với ảnh thôi, cái này thì quá trình mình sử dụng nhưng mà sẽ có phần giảm xuống, nghe là cùng nhau hỗ trợ nhau để giữ ra cái máy xài. Anh này mua hồi tháng 4 năm 2020, 15 tháng 4 2020, xài thì cũng rất là nhiều. Này là mình đã vệ sinh rồi nha, chứ anh chị coi video đầu nó rất là dơ luôn. Và sau khi làm xong thì đã vệ sinh nhông từ A đến Z bên trong. Đó, cái nhông rất là dơ và nó cứng ngắc, đó là sẽ làm tình trạng nặng máy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lần cuối trước khi giao. Cực kỳ êm luôn. Tình hình nếu mà mấy anh mua không có bảo hành thì cái máy này coi như là xong. À, mình sẽ đi đứt hết mấy triệu. Nên cái máy này mình sẽ tính phí ha, nhưng mà sẽ thương lượng cái phần chi phí lại để đôi bên cùng hỗ trợ nhau. Chạy rất là êm. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 1 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.